Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay. Sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá và phóng sự tăng cường xúc tiến thương mại đầu tư công nghiệp trong chuyên mục xúc tiến thương mại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Sau hơn 2 năm đàm phán với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, vừa qua tại Văn phòng Chính phủ Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoo Sang-jik đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA. Hiệp định bao gồm 17 chương, 208 điều, 5 phụ lục và 1 thỏa thuận thực thi quy định. Các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, kiểm dịch động thực vật SPS, quy tắc xuất xứ, thuận lợi hải quan, phòng vệ thương mại v.v. Theo hiệp định này, Hàn Quốc tự do hóa 97,2% giá trị xuất khẩu tính theo số liệu năm 2012, chiếm 95,4% số dòng thuế. Ngược lại, Việt Nam cắt giảm thuế quan với 92,7% giá trị nhập khẩu tính theo số liệu năm 2012, chiếm 89,2% số dòng thuế. Việc ký kết hiệp định VKFTA là một trong những bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc theo hướng ổn định, lâu dài, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Trước những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nông sản, thủy sản những tháng vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng này. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 50,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như thủy sản, gạo, cà phê v.v. đều giảm so với cùng kỳ. Trước thực tế trên, để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu đề ra từ đầu năm, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng việc dư thừa nguồn cung sẽ khiến áp lực cạnh tranh tăng mạnh. Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng cùng các doanh nghiệp cần tính toán để đảm bảo cung ứng, cơ cấu lại sản xuất các mặt hàng nông sản. Tới đây, Bộ Công Thương sẽ giới thiệu danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam đến các đối tác ở nước ngoài để kết nối thông tin giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và có thêm nhiều kênh phân phối. Năm 2015, mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 165 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014, trong đó nhóm hàng nông lâm thủy sản phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 32 tỷ đô la Mỹ. Triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Nhiều ý kiến thảo luận đã tập trung xoay quanh những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, như chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với ngành công nghiệp ô tô, chính sách thuế, chính sách khuyến khích các nhà dự án đầu tư sản xuất 3 dòng xe ưu tiên, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã được triển khai theo tiến trình phát triển của đất nước, đặc biệt là chính sách khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất 3 dòng xe ưu tiên phát triển có công suất tối thiểu là 100.000 xe một năm. Trước những đề xuất từ phía các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến nhằm giúp chính phủ chỉnh sửa và đề ra các chính sách cụ thể để phát triển ngành công nghiệp ô tô phù hợp với yêu cầu của thị trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2014, theo số liệu khảo sát của các tổ chức có uy tín, thuốc lá lậu đã tăng lên 30-40%. Năm 2013, thuốc lá nhập lậu gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng, và năm 2014, con số này là hơn 8.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Oxford Economics năm 2014, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu trong số 14 quốc gia châu Á, được khảo sát bao gồm Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Lào, Australia, Philippines, Singapore, trong đó có Việt Nam. Báo cáo của Cục Quản lý Thị trường về kết quả công tác chống buôn lậu thuốc lá năm 2014 cho biết, tình hình buôn lậu vận chuyển buôn bán thuốc lá nhập lậu hiện vẫn diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa bàn trọng điểm. Tại các tuyến biên giới Việt Nam, Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc, mặc dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trên tuyến đường bộ,
thì đối tượng buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu lại chuyển hướng hoạt động sang các tuyến đường sông. Các nước thì người ta đi theo tất cả các tuyến như vậy, nhưng Việt Nam của chúng ta thì coi là đường mòn lối tắt là rất nhiều. Cho nên khi chúng ta chốt chặn một nơi thì người ta sẽ đi đường khác. Cho nên là cái vấn đề của chúng ta làm thế nào đấy để chúng ta xử lý cái việc mà vận chuyển thuốc lá lậu bằng cái xe máy, rồi bằng các cái xe đạp hay các loại khác là vấn đề. Và cái vấn đề này chúng tôi đã có cái biết và chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào đấy hạn chế được tối đa vấn đề này. Do việc trốn được thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 65%, thuế VAT 10% và thuế nhập khẩu 135%, nên thuốc lá lậu bán rẻ hơn nhiều so với thuốc lá sản xuất trong nước, dù cùng chủng loại và cùng phân khúc. Do vậy, tại thị trường nội địa, thuốc lá nhập lậu tuy không còn bày bán công khai như trước đây, nhưng vẫn được các đối tượng buôn bán lén lút tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường vì lợi nhuận quá lớn. Hàng năm thì thuốc lá lậu đã làm thất thu cho ngân sách nhà nước khoảng độ 9.000 tỷ đồng và rất ảnh hưởng tới công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh của từ những người dân trồng thuốc cây thuốc lá cho tới các cái nhà máy sản xuất chế biến thuốc lá tới cái hệ thống phân phối thuốc lá. Vì vậy chúng tôi kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, với các bộ ngành, các địa phương trong thời gian tới cần phải triển khai nghiêm túc đúng theo tinh thần chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng tôi cho rằng đây là cái thời điểm rất quan trọng để quyết định cái chỉ thị 30 thành công hay thất bại và có đi vào cuộc sống hay không. Nếu chúng ta không triển khai mạnh mẽ, quyết liệt đúng theo tinh thần chỉ thị thì cái chỉ thị 30 nó sẽ không phát huy tác dụng và có thể nó bị quên lãng. Triển khai thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Cục Quản lý Thị trường có văn bản chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường các tỉnh phối hợp với các lực lượng công an hải quan, bộ đội, biên phòng, kiểm soát chặt chẽ các khu vực giáp biên giới, các tuyến đường từ biên giới và nội địa, các địa bàn giáp danh liên huyện, liên tỉnh. Tại các địa bàn tiêu thụ thuốc lá lớn, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm tàng trữ buôn bán thuốc lá. Từ khi triển khai thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các bộ công thương, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.756 vụ, thu giữ 873.399 bao thuốc lá các loại, xử phạt vi phạm hành chính hơn 10,2 tỷ đồng. Mặc dù đã rất tích cực, công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá vẫn còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu, nhập lậu hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi và chặt chẽ hơn, gây ra không ít khó khăn cho công tác đấu tranh ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Chúng ta không có một khung khổ pháp lý đầy đủ, cập nhật và phù hợp với cái tình hình, thì cái căn cứ pháp lý để triển khai tác nghiệp các hoạt động quản lý thị trường, rồi về xử phạt, về khắc phục các hậu quả sẽ rất là hạn chế. Và chính vì vậy chúng tôi đã và thường xuyên yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phải quan tâm nhiều hơn và phải làm tốt hơn việc xây dựng khung khổ pháp lý. Để hạn chế thuốc lá lậu, các cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp đồng bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền về những tác hại của thuốc lá lậu với nền kinh tế và với sức khỏe của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào các dự án khai thác những tiềm năng lợi thế đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại là một nhiệm vụ, đồng thời cũng là giải pháp căn bản để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển. Năm 2014, tính chung cả vốn cấp mới và tăng vốn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ đô la Mỹ, bằng 93,5% so với năm 2013 và tăng 19% so với kế hoạch. Kết quả trên thể hiện sự chuyển biến rất rõ rệt, có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư còn gặp khó khăn, cũng như cuộc đua kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn cầu ngày càng quyết liệt. Chính vì vậy mà ngay từ trong khuôn khổ của Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2015 với chủ đề Hợp tác hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã tổ chức khu gian hàng xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Invest in Việt Nam để giới thiệu một số địa phương khu công nghiệp tiêu biểu cho định hướng xúc tiến đầu tư chuyên sâu, tập trung phát triển ngành công nghiệp.
cái việc tổ chức cái hội nghị triển lãm quốc tế nhằm để tạo điều kiện cho các địa phương cũng như các doanh nghiệp có điều kiện để tiếp cận, tìm hiểu nhau, rồi giao lưu, học hỏi và có cái cơ hội để đầu tư ở Việt Nam cũng như là đầu tư một số địa phương, nó mang lại ý nghĩa hết sức là quan trọng. Còn về thế mạnh của Yên Bái thì Yên Bái có công nghiệp khai khoáng và chế biến. Ngoài ra nguồn nhân lực rất là dồi dào và những chính sách về ưu đãi của tỉnh là rất là hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Với cái hội gian hội chợ này cũng giúp chúng tôi rất nhiều điều là có thể học hỏi từ các tỉnh bạn cũng như học hỏi những cái nước trên thế giới tham gia vào cùng với hội chợ. Tỉnh Vĩnh Phúc có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, có nhà xưởng tiêu chuẩn xây sẵn cho thuê, quy hoạch đồng bộ khép kín theo lãnh thổ để phát triển bền vững, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài với các dịch vụ phi lợi nhuận. Bên cạnh đó, tỉnh có lợi thế là điểm đến của một số doanh nghiệp hàng đầu trong công nghiệp xe máy ô tô như Toyota, Honda, Piaggio, Daewoo v.v. nhằm giới thiệu về cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh. Vĩnh Phúc đã có gian hàng tham gia hội chợ lần này cũng mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án đô thị dịch vụ, xử lý rác thải, đặc biệt là dự án cải thiện môi trường xanh v.v. Cái mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc trong cái thời gian tới của chúng tôi là hướng vào trong cái việc mà đổi mới cái mô hình tăng trưởng cũng như là cơ cấu lại nền kinh tế. Thì hiện nay là chúng tôi tập trung thu hút các cái dự án mà có cái hàm lượng công nghệ cao, tạo ra cái giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường, cũng như là những cái lĩnh vực về dịch vụ tạo cho cái sự phát triển bền vững hơn trong cái tương lai. Đối với tỉnh Hưng Yên, hiện nay các doanh nghiệp đến đầu tư tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối B sẽ được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu và giảm 50% thuế vào 4 năm tiếp theo. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ làm thủ tục theo phương án một cửa liên thông. Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B có hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, bao gồm giao thông đường bộ, nguồn điện phục vụ sản xuất, hệ thống cấp thoát nước hiện đại và đặc biệt là nhà máy xử lý nước thải theo tiêu chuẩn châu Âu 2 nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho các doanh nghiệp đầu tư vào dệt nhuộm v.v. Đây là năm thứ 2 mà khu công nghiệp dệt may Phố Nối tham gia vào cái hội chợ Expo, và trong thời gian từ cái hội chợ thứ nhất đến hội chợ thứ hai này thì chúng tôi đã có 3 nhà đầu tư lớn vào ký kết khu công nghiệp, và đặc biệt là sau khi nghiên cứu tìm hiểu những cái thuận lợi, những cái tiện ích và những cái ưu thế của khu công nghiệp thì ngay trong năm vừa rồi thì một chọn nhà đầu tư nữa cũng đã mở rộng gấp đôi quy mô sản xuất hiện có, và một nhà đầu tư thì cũng đã ký kết để đặt hàng thêm gấp 3 lần diện tích của khu công nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã thường xuyên tiếp xúc, liên hệ với các đối tác, các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để giới thiệu điều kiện môi trường đầu tư của Việt Nam, đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng thế mạnh của các tỉnh, thành phố thông qua triển lãm, hội chợ, các trang thông tin đối ngoại, khai thác các kênh thông tin mới, thông tin điện tử, nâng cao chất lượng website xúc tiến thương mại nhằm cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng cường các mối liên kết, hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để hoạt động thu hút đầu tư thương mại đạt hiệu quả cao hơn.